Mối liên hệ giữa chim và khủng long là một trong những cuộc tranh luận lớn nhất trong thế giới cổ sinh vật học trong nhiều năm qua. Cuộc tranh luận này dường như đã được giải quyết với việc phát hiện ra bằng chứng hóa thạch được xác nhận rằng loài chim này có nguồn gốc từ khủng long. Trong hành trình tiến hóa, khủng long đã trải qua giai đoạn chuyển tiếp với nhiều loài có lông và các đặc điểm giống chim khác. Việc phát hiện ra những loài khủng long này đã giúp chúng ta hiểu được mối quan hệ tiến hóa giữa khủng long thuộc loài chim và loài không phải loài chim. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm danh một số loài khủng long có lông vũ có thể bạn nên biết. Mình có một số lưu ý nhỏ nhỏ là các thông tin về kích thước và cân nặng cũng chỉ mang tính tương đối, không phải chính xác 100%. Nói trước để thôi các ông lại bơi vào chửi bới lên lại khổ. Hãy ấn like, subscribe ủng hộ Quỳnh Trang Xe. Rồi chúng ta cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 15. Alberto Nicus. Hóa thạch của Alberto Nicus được tìm thấy cùng với một loài khủng long chân thú khác từ năm 1910. Nhưng xương của loài khủng long này vẫn bị bỏ quên trong bảo tàng cho đến thế kỷ 21. Khi xem xét kỹ hơn, các nhà khoa học nhận thấy Alberto Nicus là một loài khủng long có lông vũ nhỏ có quan hệ họ hàng gần gũi với Alvarezsaurus. Không giống như họ hàng Nam Mỹ của nó, Alberto Nicus sống ở Bắc Mỹ khoảng 68 triệu năm trước. Loài khủng long này là một trong những thành viên đầu tiên được biết đến của nhóm Alvarezsaurus Bắc Mỹ. Alberto Nicus là một con khủng long nhỏ, chỉ dài khoảng 1,5 mét. Nó sống sót nhờ chế độ ăn dựa vào côn trùng, sử dụng móng vuốt của ngón tay cái để mở gỗ và các khúc gỗ mục nát để tìm mối. Số 14. Anchionis. Anchionis sống ở vùng Liêu Ninh phía Tây Trung Quốc khoảng 160 triệu năm trước. Loài khủng long có kích thước nhỏ bằng con chim này có đặc điểm như lông ở cả chi trước và chi sau. Anchionis không phải là một loài khủng long Dromaeosauridae. Nó có quan hệ gần gũi hơn với Chudon, một loài khủng long chân thú lớn hơn nhiều. Hóa thạch của Anchionis được bảo quản tốt trong hồ sơ hóa thạch. Trên thực tế, một số hóa thạch được bảo quản tốt đến mức các nhà khoa học có thể xác định được màu sắc có thể có của loài Anchionis. Nó có màu sắc đen và xám với những đốm trắng trên tay, chân và đuôi. Nó cũng có những chiếc lông vũ kiểu mohawk đầy màu sắc, tạo thành một màu nổi bật trên đầu. Số 13. Anzu. Anzu là họ hàng của Oviraptor. Nó sống ở Bắc Mỹ trong thời kỳ kỷ phấn trắng, từ 68 đến 66 triệu năm trước. Điều này có nghĩa là loài khủng long giống chim này sống cùng những loài khủng long nổi tiếng ở Bắc Mỹ như T-Rex. Việc phát hiện ra Anzu vào năm 2014 khiến nó trở thành loài khủng long chân chim ăn thịt đầu tiên được xác nhận có mặt trên lục địa Bắc Mỹ. Anzu cũng là loài khủng long lông vũ thứ hai được phát hiện ở Bắc Mỹ, đứng ở độ cao khoảng 1,5 mét tính đến hông và nặng khoảng 200 đến 300 kg. Anzu là một trong những loài khủng long chân chim ăn thịt lớn từng được tìm thấy. Nó có mỏ không có răng và sống bằng chế độ ăn tạp. Số 12. Dillon. Dillon hay còn được biết đến với cái tên là Đế Long, là một loài Tyrannosaurus nguyên thủy. Nó sống ở Trung Quốc vào đầu kỷ phân trắng. Vài triệu năm trước khi T-Rex tiến hóa ở Bắc Mỹ, loài sân bò dài 2 mét này đã là thành viên đầu tiên của họ Tyrannosaurus được phát hiện với bộ lông đơn giản trên cơ thể. Việc phát hiện ra lông trên loài khủng long bạo chúa cơ bản như thế này cho thấy rằng T-Rex và những ngọ hàng trẻ hơn khác của loài khủng long này cũng có thể có lông, ít nhất là trên một số bộ phận trên cơ thể của nó. Lông của Dillon khác với lông của các loài chim hiện đại, nó có lẽ nhằm mục đích giữ ấm và trưng bày nhưng không phải để bay. Số 11. Caudipteryx. Caudipteryx là một loài khủng long chân thú có kích thước bằng con công. Loài khủng long kỷ phấn trắng này có lông và các đặc điểm giống chim khác như mỏ và bàn chân giống chim. Điểm tương đồng giữa loài khủng long này và loài chim này nhiều đến mức các nhà cổ sinh vật học từng phân loại nó là một loài chim. Cơ thể của Caudipteryx được bao phủ bởi những chiếc lông màu đen với dải màu trắng có thể nhìn thấy được. Nó cũng có lông ở đuôi và lông cánh phát triển tốt. Tuy nhiên, cấu trúc của lông cánh cho thấy chúng không có khả năng bay. Tên của loài khủng long này được dịch là lông đuôi, ám chỉ những đặc điểm đặc biệt nhất của nó. Việc phát hiện ra Caudipteryx này đã cung cấp bằng chứng rõ ràng và thuyết phục nhất về mối quan hệ giữa khủng long và các loài chim. Số 10. Velociraptor. Loài khủng long Dromaeosaurus này là một trong những loài dễ nhận biết nhất đối với công chúng. Nó trở nên nổi tiếng nhờ sự xuất hiện trong các bộ phim công viên kỷ Jura. Tuy nhiên, phiên bản trên màn ảnh của con quái vật kỷ phấn trắng này có một số điểm không chính xác về mặt giải phẫu. Phiên bản điện ảnh lớn hơn nhiều so với phiên bản đời thực và còn có vảy trên cơ thể.
Velociraptor cao khoảng 0,5m, có kích thước tương đương với một con gà Tây và dài khoảng 1,5 đến 2m. Sự hiện diện của các núm lông trên cẳng tay của loài khủng long này cũng cho thấy nó có lông cánh, giống như các loài dromaeosaur khác. Đặc điểm nổi bật nhất của loài khủng long này là móng vuốt mở rộng ở hai ngón tay. Móng vuốt hình lem dài tới 6,5cm, rất hữu ích trong việc kiềm chế con mồi. Số 9. Oviraptor. Khi hóa thạch đầu tiên của loài Oviraptor được phát hiện vào năm 1923, người ta đã tìm thấy loài khủng long này nằm trong một tổ trứng gồm 15 quả, và từ đó nó bị gán cho cái danh kẻ trộm trứng. Tên Oviraptor có nghĩa là kẻ trộm trứng, được đặt cho chi mới được phát hiện. Với việc phát hiện thêm nhiều loài Oviraptor làm tổ vào những năm 1990, các nhà khoa học giờ đây biết rằng Oviraptor đang gấp trứng thay vì ăn cắp chúng như suy đoán ban đầu. Tuy nhiên, sự việc này đã diễn ra và cái tên Oviraptor vẫn tồn tại mãi mãi. Ngoài việc ấp trứng, vốn là hành vi điển hình của loài chim, Oviraptor còn có lông trên cơ thể. Nó có mỏ sừng tương tự như rùa và hàm dưới tương tự như hàm của vẹt. Số 8. Gigantoraptor. Đúng như tên gọi, Gigantoraptor là một loài khủng long khổng lồ. Nó là thành viên lớn nhất trong nhóm Oviraptorsauria, với chiều cao khoảng 6 mét. Gigantoraptor sống ở Mông Cổ và cuối kỳ phân trắng. Mặc dù lớn hơn nhiều so với họ hàng gần khác của nó, Gigantoraptor vẫn có lông, ít nhất là một số bộ phận trên cơ thể. Những chiếc lông vũ này có lẽ sẽ không hữu ích cho việc kết nhiệt, nhưng vẫn phục vụ với mục đích thu hút bạn tình. Trong nhiều năm sau khi được phát hiện, Gigantoraptor đã giữ danh hiệu loài động vật có lông lớn nhất từng được phát hiện, nhưng sau đó nó đã được thay thế bởi Euthyranus, được phát hiện vào năm 2012. Gigantoraptor là một loài có chế độ ăn tạp. Số 7. Euthyranus. Nó là một họ hàng của T-Rex. Cái tên Euthyranus được dịch là bạo chúa có lông. Chi khủng long theropod này sống ở vùng đông bắc Trung Quốc trong thời kỳ đầu kỷ phân trắng. Euthyranus là loài săn mồi khổng lồ đi bằng hai chân dài tới 9 mét. Nó hiện được xếp hạng là loài khủng long ăn thịt lớn nhất với bằng chứng trực tiếp về lông vũ. Lưu ý rằng các loài khủng long lớn hơn khác như Tyrannosaurus có thể có lông, nhưng bằng chứng cho điều này không được lưu giữ trong hồ sơ hóa thạch. Nhiều mẫu vật của loài khủng long này đã được tìm thấy với những chiếc lông được bảo quản trong các dấu vết hóa thạch. Euthyranus có lông trên nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể, bao gồm vùng xương chậu, cổ, chân và cánh tay. Nó cũng có lông dài và chỉ ngược về phía sau ở đuôi. Những chiếc lông vũ này tương đối ngắn ở dạng sợi và phục vụ mục đích chính là giữ ấm cho nó vào mùa lạnh. Số 6. Gobi Vinader. Phạm vi sinh sống của Gobi Vinader bao phủ các vùng của sa mạc Gobi ngày nay, khi nơi đây vẫn là một môi trường sống rừng tươi tốt. Nó là loài khủng long ăn thịt phát triển mạnh nhờ quần thể thằn lằn, động vật lớn cư và động vật có vú nhỏ khác khá phong phú ở khu vực Trung Á trong thời kỳ cuối kỳ phân trắng. Mặc dù chỉ được biết đến từ một mẫu vật, nhưng xương của loài khủng long này được phát hiện trong tình trạng tuyệt vời đến mức nó được coi là mẫu vật Chudontid hoàn chỉnh nhất từ kỳ phân trắng muộn. Gobi Vinader là một loài khủng long theropod tương đối nhỏ. Nó có chiều dài trung bình khoảng 1,7 mét và nặng khoảng 9 kg. Số 5. Cetibati. Cetibati là một trong những loài khủng long Oviraptoris lớn nhất từng được tìm thấy. Chiều dài ước tính của loài khủng long này dao động trong khoảng 2,5 đến 2,9 mét và nặng trung bình khoảng 83 kg. Nó được biết tới từ mẫu vật được bảo quản tốt, cung cấp ý tưởng hay về hình dáng bên ngoài và một số hành vi đáng chú ý của nó. Cetibati là một trong số nhiều loài khủng long Oviraptoris câu hóa thạch được phát hiện ở tư thế ấp trứng giống chim cùng với trứng của nó. Tư thế ấp trứng như thế này cho thấy loài khủng long rất có thể có đội cánh lớn, bộ lông và lông đuôi nổi bật. Ngoài bộ lông giống chim Cetibati, loài khủng long này vẫn có hàm mạnh khỏe giống vẹt và rất có thể là loài ăn tạp. Số 4. Microraptor. Microraptor là một trong những loài khủng long có lông nhỏ nhất từng được tìm thấy. Nó sống ở Trung Quốc vào đầu kỳ phân trắng, cách đây 125 đến 120 triệu năm trước. Cho đến nay, hàng trăm hóa thạch của loài khủng long Dromaeosauris này đã được phát hiện. Do có rất nhiều hóa thạch Microraptor, nên nó đã đóng vai trò là mắt xích thiết yếu để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa khủng long và chim. Bằng chứng về lông vũ của loài khủng long này được bảo quản rất tốt. Các nghiên cứu cho thấy Microraptor có bộ lông màu xanh đen với ánh kim, tương tự như loài quạ hiện đại. Mặc dù hầu hết các loài khủng long có lông vũ đều không có khả năng bay, nhưng các nghiên cứu cho thấy Microraptor có khả năng bay lượn và bay từ cành cây này sang cành cây khác. Tuy nhiên, đó được coi là một loài khủng long không phải chim, có nghĩa nó không phải là một loài chim. Số 3. Hesperonychus. Còn được gọi là móng vuốt phương Tây,
Hesperonychus là một trong những loài khủng long nhỏ nhất từng được tìm thấy ở Bắc Mỹ. Nó cũng là một trong những loài khủng long ăn thịt nhỏ nhất từng được phát hiện. Loài khủng long Romeosaurus này là họ hàng của Velociraptor và có móng vuốt hình liềm đặc trưng mà tất cả các loài khủng long chân chim ăn thịt đều được biết đến. Hesperonychus dài chưa đến 1 mét và nặng trung bình khoảng 2 kg. Với kích thước của nó, các chuyên gia tin rằng loài khủng long này có khả năng lướt từ trên cây xuống hoặc đi từ cành này sang cành khác bằng đôi cánh có lông vũ của nó. Nó săn các loài động vật có vú nhỏ, thằn lằn và các động vật nhỏ khác trong hệ sinh thái của nó. Sự cạnh tranh giữa những loài khủng long nhỏ như thế này và các loài động vật có vú nhỏ thuộc kiệt phấn trắng muộn đã khiến các loài động vật có vú không thể phát triển đến kích thước lớn cho đến khi khủng long biến mất vào cuối kiệt phấn trắng. Số 2. Incisivosaurus. Incisivosaurus là một loài khủng long độc nhất vô nhị, không chỉ vì nó có lông khắp cơ thể. Điều hấp dẫn nhất về loài khủng long theropod này là nó là động vật ăn cỏ, một đặc điểm rất độc đáo. Loài khủng long này có kích thước bằng một con gà, có bộ răng độc đáo đặc trưng và những chiếc răng lớn hơn ở phía trước miệng và những chiếc răng nhỏ hơn ở phía sau. Những chiếc răng cửa giống loại gặm nhấm của loài khủng long này có những kiểu dáng thường thấy ở loài khủng long ăn thực vật hoặc ăn tạp. Ít nhất hai mẫu vật của nó đã được tìm thấy có dấu vết của lông vũ được bảo quản. Incisivosaurus sống ở Trung Quốc vào đầu kỷ phấn trắng khoảng 126 triệu năm trước. Số 1. Nanaxaurus. Nanaxaurus còn thường được gọi là thằn lằn gấu bắc cực. Biệt danh của loài khủng long này liên quan đến nơi nó sinh sống. Nanaxaurus sống ở Alaska, Bắc Mỹ, nơi có thời tiết lạnh giá vào cuối kỷ phấn trắng khoảng 70-68 triệu năm trước. Do môi trường sống đặc biệt này, các chuyên gia cho rằng cơ thể của Nanaxaurus được bao phủ bởi một lớp lông vũ. Mặc dù lông vũ là đặc điểm chung của các loại khủng long bạo chúa, nhưng vị trí của loại khủng long này khiến lông vũ cách nhiệt trở nên đặc biệt quan trọng cho sự sống còn của nó. Nanaxaurus có kích thước nhỏ hơn một chút so với T-Rex với chiều dài trung bình từ 5-6 mét. Vừa rồi là 15 loài khủng long có lông vũ có thể bạn nên biết. Một lần nữa mình xin nhắc lại là các thông tin về kích thước và cân nặng cũng chỉ mang tính chất tương đối vì các nghiên cứu không thể nào khẳng định chính xác 100% được. Nếu thấy video này hữu ích hãy để lại một like, một subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Ultrasec nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.